Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. 21. Quý anh anh nhanh nhẹn như mèo, rời đi rồi chạy đến dưới tảng cây, gọi Lăng Nhi. Đi theo ta. Nàng dẫn theo Lăng Nhi chạy nhanh qua các con phố, chẳng mấy chốc đã đến đường lớn. Lăng Nhi thấy nàng mua bàn chải, rồi đi thẳng đến cửa hàng thuốc nhuộm, hốt hoảng ôm chặt túi tiền. Nương tử, phu nhân không cho phép ngài chạm vào thuốc nhuộm, nô tỳ đã nói là không để ngài mua rồi. Ta không nhuộm tơ lụa gì cả, đưa tiền đây. Quý anh anh sợ Dương Tĩnh Uyên đi mất, thấy Lăng Nhi chậm chạp, nàng gấp đến mức giật túi tiền từ tay Lăng Nhi. Nàng đếm 60 văn mua một bình nhỏ loại thuốc nhuộm đỏ kém nhất, rồi lại tốn 20 văn mua một ít keo kém. Mua xong đồ, quý anh anh dẫn theo Lăng Nhi thở hồn hển chạy về. Thấy con bạch mã tuân tú vẫn còn buộc ở phía sau cửa, nàng mới nở nụ cười vui vẻ. Sao ngươi lại có vẻ mặt đưa đám vậy? Nói ta không nhuộm vải tơ ta muốn nhuộm con ngựa kia. Câu nói cuối cùng của nàng rít qua kẽ răng, toát lên sát khí. Lăng nhi không nhịn được dùng mình, con bạch mã xinh đẹp như vậy lại bị nương từ làm hại lăng nhi bản năng muốn khuyên quý anh anh dừng tay. Nhưng nhớ lại việc quý anh anh đã khó khăn mang mình đi ra ngoài, lúc này làm trái ý nàng thì sợ sẽ bị ghét bỏ. Làng nhì quyết định đứng cạnh canh gác cho quý anh anh. Thuốc nhuộm đỏ có nhiều loại, ban đầu là dùng bột quặng sắt, đến thời xuân thu chiến quốc, người ta dùng để nhuộm vải thô, gọi là giả quần áo. Tội phạm mặc áo tù không dùng giả quần áo, sau này, người ta dùng chu sa, cỏ xuyến, hoa hồng, tô phương mộc để nhuộm đỏ. Bột quặng sắt và chu sa đều phải pha với keo để nhuộm. Nhưng nếu dùng chu sa để nhuộm ngựa thì rất khó tẩy sạch. Quý anh anh không mốc đến mức đó, nếu bị Dương Tĩnh Nguyên bắt được thì phải làm sao? Vì vậy, nàng mua loại thuốc nhuộm đỏ kém nhất để có đường lui. Với bình thuốc nhuộm nhỏ này, không thể nào ngâm con ngựa vào trong, nên nàng mới pha thêm keo. Quý anh anh trốn sau cây, đổ keo vào thuốc nhuộm, cầm bàn chải khuấy đều, nghiến răng nói: "Dương Tam Lang, lần trước ngươi may mắn chạy thoát." hôm nay ta không chừng trị ngươi thì không phải là quý anh anh. Lăng Nhi lo lắng nói. Nương tử, người cưỡi ngựa như vậy, chắc chắn là lang quân của gia đình lớn. Ý là, nhà chúng ta nhỏ bé, đừng gây rắc rối với những người không thể động vào. Quý anh anh nhớ lại việc bị Dương Tĩnh Nguyên khinh bạc vào ngày 15 tháng 8, làm sao nàng có thể nghe lời khuyên của Lăng Nhi. 15 tháng 8, chính hắn mang người đến đùa giỡn ta. Bảo ta tha cho hắn, không có cửa đâu. Lăng Nhi nghe vậy mới hiểu ra nguyên nhân. Đêm đó khiến nàng và Tương Nhi tìm người khắp nơi đều suýt chết vì sợ. Không trách được nương tử sinh hận với hắn, trong mắt nàng lộ ra ý trung thù, thấp giọng nói. Nương tử, tiên phụ của nô tỳ trước đây làm nghề đuổi xe ngựa. Nô tỳ hiểu sơ qua tính tình ngựa, hãy để nô tỳ chấn an con ngựa kia trước, nương tử hành động sau cũng không muộn. Không ngờ Lăng Nhi bình thường làm phản đồ nhỏ, lại có chút đầu óc. Quý anh anh có chút cảm phục nàng. Hai người mang theo một lon thuốc nhuộm, chạy thẳng đến hàng rào tiểu viện. Nương tử, ngàn vạn lần đừng đứng sau con ngựa, ngựa sẽ đá đó. Nghe Lăng Nhi nhắc nhở, quý anh anh đứng trước con ngựa. Thấy Lăng Nhi cười dịu dàng tiến lên, đưa tay ra. Vừa chạy gấp, lòng bàn tay Lăng Nhi đầy mồ hôi. Con bạch mã nhìn nụ cười của nàng, không cảm thấy có ác ý, tiến lại gần người, rồi dùng lưỡi liếm bàn tay nàng. Làng nhi thấy ngựa không phản ứng xấu với mình, mừng dỡ tiến thêm một bước, nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho quý anh anh làm theo. Quý anh anh vui vẻ. Thật ra nàng rất thích con bạch mã anh tuấn này. Nàng thử đưa tay vuốt ve thân ngựa, cười nhẹ. Con ngựa ngoan, đừng trách ta nha. Muốn trách thì trách chủ nhân ngươi làm liên lụy tới ngươi. Ta sẽ trang điểm ngươi thật xinh đẹp. Con bạch mã tính tình hiền lành, ngoan ngoãn đứng yên thỉnh thoảng dùng đầu quấn quanh Lăng Nhi. Quý anh anh thấy Lăng Nhi ôm đầu ngựa ra hiệu cho mình, trong lòng vui sướng, cầm bàn trải nhúng vào thuốc nhuộm rồi bắt đầu quét lên. Chẳng mấy chốc, con ngựa trắng đã bị nàng nhuộm thành ngựa đốm đỏ. Công việc hoàn tất, người trong phòng vẫn chưa phát hiện động tĩnh bên ngoài. Quý anh anh dẫn theo Lăng Nhi rút lui. Lăng Nhi vốn định khuyên Quý anh anh đi ngay, đừng để bị bắt. Hắn thấy tận mắt ta quét ngựa của hắn sao? Không có bằng chứng ai dám nhận tội. Quý anh anh cười mỉm. Không nhìn thấy sắc mặt hắn thì ta không cam tâm. Đi mua vài chén nước sơn cặn bã đi. Bận rộn lâu rồi, khát nước quá. Trong ví chỉ còn lại bốn đồng tiền, mỗi chén nước sơn cặn bã giá một đồng, vừa đủ bốn chén. Làng nhì mang theo ống trúc đựng nước sơn cặn bã trở lại. Hai người uống xong, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Uống xong nước sơn cặn bã, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu trong sân vẫn không có động tĩnh gì. Nương tử, bây giờ đã chưa rồi, chúng ta phải đợi đến khi nào đây? Quý anh anh suy nghĩ một chút, Dương Tĩnh Nguyên ăn chưa xong, ngủ chưa nửa canh giờ, rồi lại lề mề đến chiều tối mới ra. Chẳng lẽ mình phải ngồi dưới tàng cây suốt cả ngày? Làng nhì lấy túi tiền rỗng ra cho nàng xem. Nương tử, phu nhân cho một trăm tiền đã tiêu hết. Ngay cả mua bánh đúc đậu cũng không còn tiền. Phu nhân hỏi, chúng ta biết nói sao đây? Thôi thì về nhà đi. Không được, ta không thể bỏ lỡ màn kịch vui này. Quý anh anh không chịu, nhưng hai người không có tiền, đói bụng đợi ở đây cả ngày thì sao? Quý anh anh cũng không muốn vậy. Nàng suy nghĩ một chút, rồi kéo Lăng Nhi lại dì tai nói nhỏ. Nương tử, việc này quá mạo hiểm. Lăng Nhi sợ hãi nói. Sợ gì chứ, đi kiếm tiền với ta. Quý anh anh nghênh ngang đi đến cửa sau sân nhỏ, chỉnh lại quần áo, cười nhìn con bạch mã đáng thương không biết đã bị quét đỏ ra hiệu cho lăng nhi lên gõ cửa lăng nhi căng thẳng nắm chặt tay nương tử tim nô tỉ đậm mạnh lắm quý anh anh nhìn nàng không khỏi tiếc nuối nhìn ngươi thế này chẳng khác nào viết lên mặt là ta làm Chột già cái gì không ai thấy mà gõ cửa đi lăng nhi hít một hơi sâu lấy hết dũng khí gõ cửa có ai không tiếng của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu quý anh anh không nhịn được lớn tiếng gọi. Trong nhà có ai không? Tiếng của nàng vang vào trong nhà, Dương Tĩnh Nguyên ngừng đầu lên, nghĩ thầm tiếng này hình như đã nghe ở đâu đó, sao lại quen thuộc thế? Lão quản gia cười nói. Việc buôn bán có nhiều điều phải học, một ngày không học hết được. Lan Quân không cần nóng vội, hãy uống trà nghỉ ngơi. Lão nô đi xem ai gọi cửa, rồi sẽ mang thức ăn đến cho Lan Quân. Dương Tĩnh Nguyên vặn vẹo cổ, thì ra việc buôn bán cần phải ghi chép nhiều như vậy một cuốn sổ nhỏ mà có nhiều điều phải học. Hắn đóng cuốn sổ lại, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. So với cuộc sống phóng túng thường ngày, việc này còn mệt hơn. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, duỗi lưng một cái. Chưa kịp hạ tay xuống, hắn thấy hàng rào bên ngoài có màu đỏ tươi, mắt hắn mở to kinh ngạc. Tuyết phong. Dương tĩnh nguyên đau lòng hét lên, như gió chạy ra khỏi phòng. Tại cửa hậu viện, lão quản gia đang vỗ đùi tức giận đến run rẩy. Ai ra, nhà nào có đứa nghịch ngợm thế này, làm sao mà tốt được. Làm nhi cúi đầu, không dám ngẩng lên. Quý anh anh cũng thở dài theo. Đúng vậy, con ngựa xinh đẹp như vậy, sao có thể cam lòng mà làm thế? Thật quá đáng. Đang nói, Dương Tĩnh Nguyên chạy ra. Thấy rõ ràng trên con bạch mã yêu quý có những vết đỏ sáng rực, mặt hắn tức giận đến tái xanh, nói không rõ lời. Đây, đây là cái gì vậy? Con ngựa thấy chủ nhân, phun mũi rồi đưa đầu thân mật đến gần Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên nổi giận, tát vào mặt ngựa. Ngươi ngu xuẩn, bị người ta nhuộm thành thế này còn vui vẻ được sao? Sao ngươi lại để người ta tiếp cận? Ta uổng công nuôi ngươi. Con ngựa tưởng Dương Tĩnh Nguyên đang chơi đùa với nó, hưng phấn áp sát vào hắn. Dương Tĩnh Nguyên tức giận đẩy mạnh đầu ngựa ra. Đi chỗ khác. Quý anh anh cố gắng nhịn cười, nhưng không thể kìm nén được, tiếng cười vang lên như tiếng xào đậu nành trong tào phớ. Dương Tĩnh Nguyên lúc này mới chú ý đến nàng, xoay người, ánh mắt gặp phải khuôn mặt tươi cười của quý anh anh. Ở đây có đứa trẻ quá nghịch ngợm, lát nữa lão nô sẽ dắt ngựa ra bờ sông rửa sạch. Lão quản gia không bắt được thủ phạm, chỉ có thể an ủi Dương Tĩnh Nguyên như vậy. Ông chắp tay cảm ơn quý anh anh. Đa tạ tiểu nương tử đã gõ cửa báo tin. Cảm ơn nàng, Dương Tĩnh Nguyên nhìn thấy ánh mắt đắc ý và nụ cười hả hê của quý anh anh, anh tức giận đến mức gân cổ nổi lên nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm thấy như bị lừa. chương 22 Dương Tĩnh Nguyên đưa tay vuốt bầm ngựa, thuốc nhuộm đã khô từ lâu, trên tay không hề có dấu vết nào. Hắn nghi ngờ liệu có thể rửa sạch bằng nước hay không. Quý anh anh được đà lấn tới, tiếp tục lừa dối lão quản gia. Lão trượng đừng khách sáo, ta là nhị nương của phường nhuộm hoán hoa, ngựa này có vẻ bị nhuộm đỏ, dùng nước không thể rửa sạch, cần phải dùng nước thuốc đặc biệt lão quản gia mừng rỡ mong tiểu nương tử chỉ giáo quý anh anh nhìn lên trời thẹn thùng nói ta và hòa nha đầu ra ngoài quên mang tiền bụng đói quá đang định về nhà ăn cơm nếu không thì chiều nay ta sẽ đem nước thuốc đến con ngựa này bị nhuộm như vậy thật quá gây sự chú ý lão quản gia không đợi được đến chiều liền nói gấp nếu tiểu nương tử không chê xin mời vào trong dùng cơm ta sẽ mua đủ nguyên liệu để tiểu nương tử pha chế nước thuốc lão sẽ có hậu tạ. Nhuộm ngựa của ta, còn mặt dày đến ăn chùa và kiếm tiền trắng trợn. Dương Tĩnh Nguyên nghe vậy liền nheo mắt, trong lòng ngọn lửa giận dữ bùng lên. Quý anh anh đắc y nháy mắt với Lăng Nhi, không để ý đến động tác của Dương Tĩnh Nguyên. Khi nàng và Lăng Nhi sắp vào cửa, đột nhiên trời đất quay cuồng trước mắt. Nàng nghe Lăng Nhi hét lên kinh hãi, bỗng phát hiện mình bị ném lên lưng ngựa. uy ngươi làm gì vậy? Quý anh anh hoảng hốt kêu lên, đôi tay bị bóp chặt. Dương Tĩnh Nguyên leo lên ngựa, một tay giữ chặt quý anh anh, hướng về Lăng Nhi và lão quản gia nói. Không nghĩ người gia nương tử có việc, hãy ở đây cho đến khi quay về. Lão quản gia, trông chừng nàng. Nói rồi giật dây cương, ngựa nhanh như chớp chạy xa. Lão quản gia và Lang Nhi đứng đờ người ra. Lang Nhi bật khóc, níu lấy tay áo lão quản gia. Nếu gia nương tử có gì bất chắc, nô tỳ không sống nổi lão quản gia nhìn theo dương tĩnh nguyên mang theo quý anh anh chạy xa lòng đầy dối rắm dù sao hắn cũng từng là đại quản sự của dương gia mắt chừng lên tiến tơi quát lang quân nhà ta thông minh chắc chắn đã nhận ra điều gì kỳ lạ nói có phải tiểu nương tử nhà ngươi đã dùng thuốc nhuộm lên ngựa của lang quân dù sao từng là đại quản sự của dương gia cái nhìn chừng của hắn khiến lang nhi sợ hãi không dám khóc nhỏ giọng nước nở không dám thừa nhận không phải không phải lão quản gia tự cho là ánh mắt còn sắc bén, hồi tưởng lại thấy tam lang quân có vẻ nhận ra quý tiểu nương tử, không rõ giữa họ có gì va chạm. Nghe nói nhị nương của phường nhuộm hoán hoa có tình với nhị lang của triệu gia, mà triệu gia và dương gia lại đối đầu. Chẳng lẽ tiểu nương tử có ý giúp triệu gia, cố ý tới gây phiền cho tam lang quân? Việc này không nên lộ ra, hắn nghĩ đến lời dương tĩnh nguyên, trầm ngâm rồi nói. Ngươi nghe lời lang quân nhà ta nói, vào trong nhà đợi. Lan quân nhà ta có lẽ đang nóng lòng yêu ngựa, mang theo nương tử nhà ngươi để chế thuốc nước. Làng Nhi không dám lộ ra, chỉ đành lau nước mắt cùng lão quản gia vào sân nhỏ. Gió rít qua tai, quý anh anh vừa mở miệng đã bị gió tạt vào. Nàng dẫy ruộng nhưng hai tay bị dương tính nguyên giữ chặt, không thể cử động. Gặp một nhánh cây rủ xuống sắp quệt vào mặt, nàng hoảng sợ nhắm mắt lại. Dương tĩnh nguyên ôm nàng nằm dạp xuống để tránh. Khi quý anh anh mở mắt ra, ngựa đã chạy xa, đến bờ sông trong rừng cây. Quý anh anh sợ hãi kêu lên, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngươi bắt ta làm gì? Ngươi có biết xấu hổ không? Làm chuyện xấu mà còn mắng người khác không biết xấu hổ. Dương Tĩnh Nguyên đã quen chọc ghẹo, dùng tiền để giải quyết. Lúc này bị Quý Anh Anh làm cho tức giận đến chóng mặt. Thấy nàng đến gần, không nghĩ ngợi gì, hắn hôn nàng một cái. Là ngươi tự muốn đến gần ta. Hắn cũng biết trả đũa không phải lần trước nô nô đã hôn lên mặt ngươi sao? Ngươi cố ý nhuộm ngựa của ta, lần này ta cố ý hôn, tức chết ngươi, Dương Tĩnh Nguyên nghĩ vậy, nam nữ khác biệt, không thể làm hỏng danh tiết, tất cả đều bị hắn bỏ qua sau đầu. Hắn còn buộc chặt tay, giam cầm quý anh anh trước ngực, không để nàng dãy rùa. Muốn đánh ta đúng không? Đánh đi, không sao. Hãy tha cho ta, rửa sạch ngựa đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này lời nói vô lý làm quý anh anh muốn đánh hắn. Ai ngờ Dương Tĩnh Nguyên không nói hai lời, trực tiếp bắt nàng lên ngựa bỏ chạy. Tư duy của kẻ chơi bời thực không biết đi đường thường. Quý anh anh biết điều này sau mới hối hận đến xanh ruột. Nàng tự đưa mình vào chỗ chết. Dù cho Dương Tĩnh Nguyên miệng lưỡi bị ổi, lúc này nàng cũng không thể làm gì hắn. Quý anh anh tính tình đanh đá, nhưng chưa từng bị ai dùng vũ lực bắt nạt. Dù rằng vào rằm tháng 8 dám đạp chu thất lang xuống sông, hoán hoa khê dù sao cũng là chỗ đông người nàng không chạy được kêu lên có người đùa giỡn sẽ có người ra mặt cứu giúp nhưng bây giờ thì khác xung quanh không có ai dù có người nàng cũng không dám gọi làm ầm lên danh tiếng bị tổn thương chính là mình nhìn thấy dương tĩnh nguyên với vẻ đắc ý quý anh anh thức điên cúi đầu cắn tay hắn nàng dồn hết sức mạnh hận không thể mài nhọn răng dương tĩnh nguyên đau đến mức phải nắm cầm nàng Quý anh anh không còn cách nào khác phải nhả ra, quay đầu thấy Dương Tĩnh Nguyên đang kéo tay áo nhìn vết thương, nàng không nghĩ ngợi gì, đấm mạnh vào cầm hắn. Hí! Dương Tĩnh Nguyên không ngờ bị đánh, hàm răng cắn vào lưỡi, đau đến mức phải bụng miệng. Lúc này quý anh anh nhân cơ hội trượt xuống ngựa, nhanh chóng nhặt cành cây từ mặt đất và chỉ hắn. Vô sỉ! Ngụm ngựa của ta, đánh ta suýt cắn đất lưỡi, còn mắng ta vô sỉ. Dương Tĩnh Nguyên cũng nhảy xuống ngựa liếm đầu lưỡi đau, nghĩ thầm mình có lẽ nên vô sỉ một phen. Hắn chụp lấy tay nàng, cong miệng cười gian. Giờ thì sao? Triệu nhị lang biết người trong lòng hắn bị ta khinh bạc, chắc chắn sẽ tức điên lên, đúng không? Tên sâu lông ác độc kia, chuyên dẫm vào chỗ đau của nàng. Việc này không thể để triệu tu duyên biết, với quan hệ giữa hai triệu gia và dương, nàng bị người dương gia làm nhục, triệu gia sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Quý anh anh nghĩ vậy trong lòng, nhưng miệng không chịu thua. Dằm tháng tám người bị triệu nhị lang đánh thảm, không dám tìm hắn, lại chọn ta. Ta xui xẻo vì bị triệu nhị lang liên lụy, hắn còn đau lòng ấy nấy không hết, thức thời thì cút đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nàng nói hung ác, phất phất nhánh cây trong tay. Nhánh cây trong tay nàng to bằng đầu ngón tay, nhìn sơ đã biết là cành khô rụng, nhẹ gập là gấy. Dương tĩnh nguyên liếc mắt, đưa tay nắm cành cây mọc lan răng rắc. Cành cây thô to bị hắn bẻ gãy. Quý anh anh há miệng nhìn cành cây khô trong tay, cả người cũng không ổn. Lại nghe tiếng răng rắc, Dương Tĩnh Nguyên bẻ cành, tạo thành cây gậy, đưa cho nàng. Ngươi có muốn dùng cái này? Quý anh anh muốn ôm đầu la hét, có cần khoe khoang sức mạnh vậy không? Thật là quá đáng, nàng nên làm gì bây giờ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23. Dương Tĩnh Nguyên nhìn nàng với vẻ mặt ngu ngơ, mắt nàng cứ chuyển động không ngừng, trong lòng hắn đã nguôi đi hơn phân nửa cơn giận, nhưng vẫn trêu chọc để phô trương thanh thế. Có từng thấy ai cầm tiểu đao làm sơn đại vương cướp đường chưa? Quý anh anh không chớp mắt, ném nhánh cây trong tay và nhận lấy gậy gộc. Thật sự muốn đánh nhau sao? Dương Tĩnh Nguyên hơi ngạc nhiên, Quý anh anh nhìn không có vẻ ngu ngốc như vậy, nhưng mà, cây gậy này là do hắn đưa cho nàng. Nếu nàng còn muốn đánh vậy thì chơi đùa một chút cũng được. Dương Tĩnh Nguyên nắm lấy cánh tay mà không nhúc nhích. Đến đi, không đến. Quý anh anh kiên quyết từ chối. Không phải là không muốn, mà là rõ ràng không đánh lại hắn. Nàng cầm cây gậy này không phải để đánh Dương Tĩnh Nguyên, mà để tự thêm can đảm. Dù sao, cầm cây gậy vẫn an toàn hơn là cầm một nhánh cây khô. Vậy ngươi muốn gì? Không phải ta muốn gì, mà là ngươi muốn gì? Quý anh anh thầm nghĩ, ngươi bắt ta đến đây, Ngươi không cho ta đường đi, ta làm sao mà rời đi. không đúng, nơi này cách đại lộ còn rất xa, còn phải phiền ngươi đưa ta trở về. không, ngươi không cần đưa ta, chỉ cần cho ta mượn ngựa cưỡi về là được. ta muốn gì, dương tĩnh nguyên bị hỏi khó. trong lòng hắn cháy lên một đốm lửa vì quý anh anh, nhưng hắn thật sự chưa nghĩ đến mình muốn làm gì với nàng. lúc này, dương tĩnh nguyên chợt nhớ lại việc mình đã hôn nàng. nguy rồi dương tĩnh nguyên lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại hắn nghĩ thầm mình không phải đang gặp tình huống như tăng thập tứ lang chứ tăng thập tứ lang là một trong số ít bạn tốt của dương tĩnh nguyên ở ích châu thành hắn không chỉ chơi bời lêu lồng mà còn đào hoa điểm giống nhau duy nhất giữa hai người là đều giỏi võ và sùng bái du hiệp một ngày nọ dương tĩnh nguyên cùng tăng gia thập tam lang và thập tứ lang uống rượu tăng thập tứ lang thấy thích một cô gái trẻ đang rót rượu trong lúc say rượu hắn thể hiện hình ảnh điển hình của kẻ đùa giỡn cắm chiếc quạt xếp vào cổ áo và đưa tay nâng cầm cô gái cô gái trẻ thẹn thùng tránh né tang thập tứ lang liền kéo lại không ngờ cô gái tránh được nhưng xiêm y bị kéo xuống lộ ra nửa bờ vai trắng muốt xiêm y là vải đay khá bền nên không rách nhưng cô gái có tính cách mạnh mẽ hét lên một tiếng và định đâm vào cột may mắn là tang thập tam lang đang đứng tựa vào cột xem náo nhiệt nên cô đâm vào hắn tang thập tứ lang chỉ muốn đùa giỡn, nhưng thấy cô gái định tự tử thì cảm thấy xui xẻo, nên ba người liền đổi chỗ khác để uống rượu. Không ngờ rằng tang thập tứ lang còn chưa về đến nhà thì mẹ cô gái đã kéo nàng đến nhà tang để đòi công lý. Nếu không được giải thích sẽ kiện lên quan. Cha của tang thập tứ lang là trường sử của ích châu phủ. Tần thái thu mới nhậm chức, đang lo tìm người để lập uy. Tang gia đành phải giải quyết bằng cách đưa cô gái vào phủ tang thập tứ lang say rượu trở về nhà, trước bị dội nước lạnh tỉnh, rồi bị cha đuổi khắp phòng mới biết rằng mình có thêm một thiếp thất. Hắn lập tức vui mừng, về phòng gặp cô thiếp mới và tự tin thể hiện hình ảnh điển hình, đưa tay nâng cầm cô gái. Chưa kịp nói gì, cô gái đã ngoan ngoãn tiến sát vào lòng hắn. tang thập tứ lang ngây ngốc nhìn bàn tay mình giơ lên, nghĩ thầm đã là thiếp của mình, sao không thể giơ cầm đùa giỡn một chút. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã bị cô gái kéo vào lòng sau đó hắn nói với Dương Tĩnh Nguyên, ta cảm thấy mình bị lợi dụng. Nam nhân thì đều có những suy nghĩ bị ổi, được đưa đến tận cửa, liền cảm thấy mình bị lợi dụng. Dương Tĩnh Nguyên cũng đồng ý, rõ ràng có thể dùng tiền để giải quyết, nhưng lại bị buộc phải nuôi dưỡng nàng suốt đời. Nghĩ thế nào cũng không có lợi. Nhìn quý anh anh cầm cây gậy với vẻ mặt đầy cảnh giác, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh quý anh anh cùng triệu nhị lang đứng cùng nhau vào ngày rằm tháng 8. Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói đến việc ba quấn quyết đòi công lý để nàng tiến vào Dương ra làm thiếp. Dù hắn có thành tâm cầu hôn, quý anh anh cũng sẽ cầm chổi đuổi hắn ra khỏi cửa. Rõ ràng là nàng đến trước trêu chọc hắn. Hắn còn nhớ ở trúc lâm tự phía sau núi, khi nàng nhận lầm người và nhào vào lòng hắn, hắn còn giơ hai tay lên, không nghĩ tới việc lợi dụng tình thế. Ngày rằm tháng 8 hôm đó hắn cũng chỉ vô tình nói đùa ý định ban đầu là muốn dẫn nàng tránh khỏi Chu Thất Lang và bọn họ. Dĩ nhiên, hôm nay là hắn cố ý, nhưng chẳng phải vì hắn tức giận đến hồ đồ, chưa thực sự nghĩ đến việc khinh bạc nàng. Sao bây giờ hắn lại trở thành kẻ xấu, nàng lại biến thành cô gái dũng cảm đấu với kẻ xấu sao? Dương Tĩnh Nguyên tức giận nói. Người đã nhuộm ngựa của ta như thế, người định làm gì bây giờ? May quá, vẫn còn đường lui, quý anh anh thử thăm dò ta sẽ rửa sạch nó, chúng ta xóa bỏ, không ai nhắc đến chuyện hôm nay nữa. nàng không ngu ngốc như vậy, giữ gìn danh tiếng quan trọng hơn. nàng còn muốn gả cho triệu tu duyên, sống một cuộc sống vui vẻ cả đời. được. dương tĩnh nguyên cũng rất khoát đồng ý, hắn sau này mỗi tháng sẽ đến tam đạo yền ở lại một ngày. hắn không muốn sự việc trở thành ân oán giữa hai triệu gia và dương, để người dương gia biết rằng hắn đang lén học buôn bán. phun cả hai đồng thời nhủ nước miếng vào lòng bàn tay, rồi đập vào nhau. Kiểu vỗ tay thề nguyên này, trong mắt thương nhân còn đáng tin hơn cả hợp đồng viết. Vì vậy, quý anh anh ném cây gậy, ngang nhiên đi qua Dương Tĩnh Nguyên và lên ngựa. Ngựa này quá gây chú ý, ta muốn đi chợ mua nguyên liệu chế thuốc, không tiện cùng ngươi cưới chung. Ngươi ở đây chờ đi, ta không có tiền. Quý anh anh đưa tay ra trước Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên thấy nàng nói có lý, liền móc túi lấy ra một thỏi vàng năm lượng. Đủ không? Nguyên liệu trên phố ta quen, không đủ thì thiếu nợ trước. Xem như ta trả ngươi sau. Quý anh anh mặt không đỏ, tim không đập nói dối bàn ơn, tay áo bạc rung lên dây cương, thúc ngựa trở về. Chạy được khoảng 20 trượng, nàng quay đầu lại, Dương Tĩnh Nguyên đang nhặt cây gậy và múa võ, uy dũng sinh phong. Quý anh anh thấy vậy hơi sướng sờ, lẩm bẩm. Thân thủ tốt như vậy, may mà không đánh nhau với hắn chật chật, ta thật sự thông minh, vừa thoát thân vừa kiếm lời bạc. Bạch mã à, ngươi đừng có vội, ta đã nói rồi mà, loài hoa hồng này dễ nhuộm nhất, chờ chút nữa ta sẽ tắm rửa cho ngươi, đốt dơm giả, trộn nước hôi dội lên, ngươi sẽ sạch sẽ ngay. Nhỏ màu đỏ thuốc nhuộm vào hộp, lần sau còn dùng lại được. Chủ nhân nhà ngươi thật là phung phí, đưa ngay năm lượng bạc mà còn hỏi có đủ không. Quý anh anh sờ thỏi vàng trong tay áo, đắc im mỉm cười vòng tay lên miệng hướng về Dương Tĩnh Nguyên và hô to. Dương sâu lông, nếu ngươi không muốn đi bộ về, thì ở đây đợi đến tối đi. Ta sẽ dặn lão trưởng trước khi trời tối đến đón ngươi. Ta đi ăn ngon, ngươi đói thì ra bờ sông uống nước cho no đi. Lại bị nàng gạt rồi, Dương Tĩnh Nguyên kinh ngạc, cũng hét lên. Ngươi không giữ lời hẹn. Quý anh anh cười khanh khách. Ai nói ta không giữ lời hẹn, ta sẽ rửa sạch ngựa cho ngươi, ta cũng sẽ không nhắc đến chuyện hôm nay nhưng ta chưa nói sẽ quay lại đón người nhà. Giá. Dạ. Nói xong, nàng vỗ ngựa một cái, chạy như bay. Gió thổi tung mái tóc dài của nàng, váy trắng phất phơ. Tiếng cười trong trẻo, vui vẻ như tiếng chim trong rừng. Dương Tĩnh Nguyên đưa ngón tay lên môi, nhưng không thổi gọi ngựa trở lại. Ngón tay hắn chạm vào môi, hình ảnh khuôn mặt trắng mịn của quý anh anh lại hiện lên trước mắt hắn. Dương Tĩnh Nguyên tự đánh vào miệng mình một cái, cổ tay chuyển động, dùng gậy đập mạnh xuống đất. Hắn mượn lực nhảy lên, giơ gậy đập mạnh xuống đất. Chương 24. Quý anh anh vui vẻ trò chuyện với Bạch Mã, cưỡi ngựa một lát thì đến cổng sau gặp lão quản gia. Nàng xoay người xuống ngựa, dùng khăn tay bọc một túi bùn đất, rồi tiến tới gõ cửa gỗ. "Lão trưởng, lão trưởng." Lão quản gia đang lo lắng từ trong nhà nhìn thấy con ngựa, nghe tiếng đập cửa liền vội vàng ra mở cửa. Thấy Quý anh anh và con ngựa ngoài cửa, lão quản gia không nhịn được hỏi. Quý tiểu nương tử, lang quân nhà ta đâu? Quý anh anh nhấc túi bọc bùn đất, nhìn quanh vào trong cửa. Cùng hắn cưỡi ngựa bất tiện, hắn đang luyện côn pháp ở bờ sông, bảo ta về trước. Tài liệu đã mua xong, tỷ nữ của ta đâu? Lão quản gia lung túng vuốt sâu. Ta đã mời nàng nghỉ ngơi ở xương phòng, để ta đi gọi nàng ra. Hắn sợ lang nhi chạy ra làm chuyện xấu, nên khóa nàng trong xương phòng quý anh anh biết rõ nhưng không vạch trần đi theo lão quản gia vào sân nhỏ lão quản gia mở khóa làng nhi nghe nói quý anh anh đã trở về vui mừng đến phát cuồng chạy ra từ xương phòng nhìn nàng từ đầu đến chân nương tử ngươi không sao chứ không sao không sao ta không phải vẫn ổn sao chuyện hôm nay về nhà không được nói cho phu nhân nếu không nàng nhất định sẽ bán ngươi quý anh anh hạ giọng dọa lăng nhi làng nhi không phải là người ngốc gật đầu đồng ý Lão trưởng, phiền ngài dắt ngựa ra bờ sông. Quý anh anh yêu cầu một cái thùng, để lão quản gia dắt ngựa đi. Làm Nhi canh giữ ở cửa trông chừng nàng trốn vào trong bếp đào cho và dơm giả. Dạ. Phòng bếp có nhiều dơm để nhóm lửa, chỉ một lát là cần một thùng dơm giả dạ hôi nước. Bảo Lăng Nhi mang ra sân nhỏ. Lão quản gia thảo yên, dắt ngựa ra hoán hoa khê, dùng thùng nước rội lên người ngựa. Hắn vừa tưới nước vừa dùng bàn chải trà, màu đỏ nhạt dần, trên người bạch mã vẫn còn vài vết đỏ. Hắn thở dài, nhìn tùng nước rồi nghĩ về hai chủ tớ, tiểu nương tử quý ra ra thật sự quá nghịch ngợm. May mà biết sai rồi sửa, dùng nước thuốc tốt để rửa sạch ngựa. Nghĩ đến cảnh dương tam lang bắt quý anh anh lên ngựa, lão quản gia run rẩy. Hắn nhớ đến lời dặn dò của đại lão gia. Con ta đã 18, cần phải lập gia đình. Ý của dương đại lão gia rất đơn giản. Tam lang nhà ta đã trưởng thành, nên kết hôn thành ra lập nghiệp không thể để đến sổ sách cũng không hiểu tương lai ta chết đi con của vợ kế sẽ sống riêng giao cho hắn cửa hàng điền trang liệu hắn có giữ được không nên ngài phải dạy dỗ hắn cẩn thận lão quản gia chỉ nhớ câu đầu tiên nghĩ dương tính nguyên rõ ràng giận dữ bắt nàng sao quý nhị nương lại vui vẻ cưỡi ngựa trở về hắn tưởng tượng ra vô số kịch bản ngắn cuối cùng tìm ra lý do hợp lý nhất quý nhị nương xinh đẹp lang quân nhà mình bị mê hoặc nhưng Quý Nhị Nương và Triệu Gia Nhị lang là thanh mai trúc mã. Lão quản gia thở dài thay Dương Tĩnh Nguyên, nếu lang quân nhà mình có thể đoạt được hôn sự này, hắn sẽ rất vui khi thấy sắc mặt mốc meo của Triệu Gia. Dùng nước thuốc rửa sạch là được. Trước mặt lão quản gia, lang nhi dùng nước hôi từ rơm dạ đổ lên chỗ nhuộm đỏ. Màu đỏ lập tức tan ra thành từng giọt nước hồng rơi vào sông. Lão quản gia vuốt sâu khen. Nước thuốc này quả nhiên hiệu quả. Chưa đến thời gian uống cạn chén trà, bạch mã đã được rửa sạch thành màu lông trắng thuần khiết. Lão trượng, giờ không còn sớm, ta phải đi rồi. Dương Tam Lang nói bờ sông yên tĩnh, vừa hợp để luyện tập võ nghệ. Chiều hắn sẽ trở lại, xin ngài không cần lo lắng. Có sức mạnh bẻ gãy nhánh cây, đi về coi như luyện sức đôi chân. Quý anh anh vút bụng đói, quyết định để Dương Tam Lang tự mình đi về, rồi cáo từ cùng Lang Nhi lão quản gia thấy ngựa đã được rửa sạch, cũng không nghi ngờ nhiều. Dắt ngựa rồi đi về. Quý anh anh dẫn Lăng Nhi xuyên qua phố, thẳng đến chợ. Đói bụng lắm phải không? Ta mời ngươi ăn ngon. Nương tử, nô tỳ không đói. Lão trượng đã cho ta ăn cơm rồi. Lăng Nhi vội nói, rồi giật mình nhìn quý anh anh. Nương tử chưa ăn chưa sao. Về nhà thôi, chúng ta không có tiền. Quý anh anh cầm một thỏi vàng nhỏ mở ra cho nàng xem. Ai nói không có tiền, đây là năm lượng bạc. Lăng Nhi kinh ngạc đến suýt rất cầm. Nương tử, ở đâu ra vậy? Kiếm được, đã nói dẫn ngươi kiếm tiền cơm, không phải là tiền lợi nhuận đến tay sao? Tốt rồi, đừng lo, ta rửa sạch ngựa, hắn trả công cho việc mua tài liệu chế thuốc nước. Dùng hồng hoa nhiễm qua hàng dệt, nếu muốn tẩy màu đỏ gốc, chỉ cần thấm ướt chỗ nhiễm bạch, dùng nước hôi rơm dạ dội lên, hàng dệt sẽ mất đi màu đỏ ngay nước thuốc nhuộm đỏ không cần vứt bỏ nấp trong đậu xanh phấn trong sau này cần có thể dùng lại để nhuộm đỏ không hao tốn chút nào mở phường nhuộm cũng biết giá trị này một thùng nước hôi rơm dạ giá trị năm lượng bạc lang nhi trong lòng nghĩ dương tam lang là kẻ bại gia nhưng kiếm được tiền lời như vậy làm sao hắn có thể tuyên bố bắt nương tử đi hôm nay quý anh anh thấy mặt nàng đầy rối rắm vội an ủi ta và dương tam lang đã thề chuyện hôm nay bỏ qua không nhắc một chữ. A-di-đà-phật. Lăng nhi nghe lời thề, bỏ qua không đề cập tới, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lòng, vui mừng cầu xin quý anh anh. Nương tử, lần tới đi chúc lâm tự cho nô tỳ đi theo. Nô tỳ hôm nay xin nguyện, phải đi chúc lâm tự thắp hương cho Bồ Tát. Thấy nàng nghiêm túc, quý anh anh cảm động, bình thường không quen nhìn Lang Nhi bận rộn, nhiều lần mắng nàng. Lang Nhi đối với mình cũng có tâm, nàng gật đầu đồng ý, đi ngân hàng tư nhân để đổi thỏi bạc. Mặt trời đã ngả về Tây, quý anh anh gọi hai chén mì cây thành đô vội vàng ăn. Sau đó đi mua bánh đúc đậu, rồi mua hai cái bánh nướng đường đỏ cho Tương Nhi, vội vã chạy về nhà. Lúc này, quý anh anh trong tay có bốn lượng chín tiền bạc vụn, đổi một trăm đồng tiền chỉ tốn hai mươi mấy văn. Nàng tiếc số tiền này, sợ Lăng Nhi báo cho mẫu thân, nên dọc đường không ngừng giáo dục Lăng Nhi. Nếu phu nhân hỏi tiền từ đâu ra, Ngươi sẽ nói gì? Lăng Nhi ủy khuất. Nương tử yên tâm, ta không phải là kẻ ngốc. Phu nhân không hỏi, ta tự nhiên không nói. Ra cửa cả ngày, mẫu thân chắc chắn sẽ hỏi hôm nay ta đã làm gì. Quý anh anh dậy nàng. Cứ nói hôm nay ngươi theo ta đi thăm vườn hoa của nông dân. Lúc này đúng là mùa hoa cúc nở rộ. Nàng dừng bước, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng rất rõ ràng. Quý anh anh nắm lấy tay Lăng Nhi, xúc động đến muốn khóc. Lăng Nhi, ta biết rồi, ta biết ta muốn gì. Về nhà, nhớ nói với phu nhân rằng chúng ta đi xem hoa. Nàng chạy nhanh về nhà, Lăng Nhi ngẩn người, lập tức hiểu quý anh anh nghĩ gì, cũng vui vẻ đi theo. Nương, quý anh anh chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi. Nương, ta nghĩ ra rồi, nôn nóng như vậy còn thể thống gì. Trong phòng khách, quý thị bỗng lên giọng, nàng nháy mắt với Lý Ma Ma bên cạnh, rồi ấy náy nhìn triệu thân thị nị nương tính tình nhanh nhẹn mong triệu phu nhân bỏ qua triệu thân thì vốn đã không ưa quý gia nghe tiếng quý anh anh ồn ào trong lòng càng không thích thấy quý thị cẩn thận ân cần nàng thở dài nói quý phu nhân ngươi ở quá mà phải nuôi con trai con gái lại còn phải chống đỡ phường nhuộm hoán hoa thật không dễ tương lai nhị nương gả đi tự sẽ có bà bà dạy dỗ vẻ mặt thể hiện rõ làm quả phụ kiếm sống không dễ dàng quý nhị nương thiếu giáo dưỡng mọi người đều hiểu. Lại ám chỉ quý thị rằng, nếu ngươi không dạy dỗ con gái tốt, tương lai ta sẽ quản giáo quý anh anh. Quý thị bị nghẹn một ngụm khí, mặt đỏ bừng lên. chương 25, Lý Mama nhìn ánh mắt của quý thị, lặng lẽ rút lui khỏi phòng khách. Quý anh anh chạy nhanh hơn, như gió lốc đến cửa. Vừa lúc nghe được triệu thân thị nói câu đó, nghĩ thầm. Ai đây, tìm đến nhà ta để mắng chửi. Tức giận, nàng không để ý đến ánh mắt của Lý Ma Ma, chỉnh lại quần áo, dẫn theo Lăng Nhi bước vào cửa. Trong chính đường, Quý Thị và một vị phụ nhân nào đó ngồi trên ghế bành đầu tiên. Sau lưng Quý Thị có một thị tỳ ngồi trồm hổm trên chiếu. Sau lưng phụ nhân kia cũng có một bà tử và bốn thị tỳ ngồi trồm hổm. Nhân số ở Quý Gia gấp đôi so với bình thường, tỷ nữ đều mặc áo mắn màu hồng phấn, váy dài màu trắng, tay áo màu họ chải tóc búi loa cài châm vàng bạc cách ăn mặc còn phú quý hơn cả những cô gái nhà bình thường nhìn lại bà tử kia mặc áo xanh đan đối xứng hoa văn gấm bà tử đó mặc áo cẩm y tóc trắng buộc thành búi cài kim điền được mời ngồi ghế trên khiến người ta tưởng là chủ mẫu nhà nào đầy tớ ăn mặc phú quý vị phụ nhân kia lại búi tóc cao hơn thước đầu đầy kim quang lóe lên mặc áo cẩm y màu thạch lựu hồng đan phúc chữ tiểu đoàn hoa, buộc váy dài thiêu hoàng quốc bằng tơ vàng. Tay áo kéo dài lụa màu vàng hơi đỏ, bộ trang phục của bà ta làm phòng khách của quý gia sáng bừng lên vài phần. Trong khung cảnh đó, quý thị như một đóa hoa mẫu đơn nổi bật giữa những bụi cỏ. Quý anh anh nghĩ thầm. Không là gì khi phụ nhân kia đến nhà làm khách, vênh váo tự đắc, chỉ trỏ về cách dạy dỗ con gái của chủ nhà. Hóa ra là do bà ta có tiền. Có tiền thì sao, phường nhuộm hoán hoa không làm ăn thua lỗ đâu mà lo đói. Mẹ đang ở đây, không đến lượt bà ta lên tiếng mắng chửi. Quý anh anh nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, cố nhịn xuống. Mẫu thân. Quý anh anh lễ phép cúi chào. Quý thị cố gắng giữ nụ cười. Nhị nương, đến chào triệu gia đại phu nhân. Quý anh anh như bị sét đánh ngang tai. Đây là mẹ của triệu tu duyên. Bà ta đến đây làm gì? dù có đến cầu hôn cũng không nên bày ra bộ dạng phú quý khinh người này quý anh anh không có ấn tượng tốt về triệu thân thị ngay từ đầu vừa bước vào triệu thân thị đã nhìn chằm chằm vào nàng quý anh anh trong lòng đầy ấm ức nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhã nhặn cúi chào triệu thân thị triệu thân thị không ưa nàng đứng trước mặt cất giọng không vui đây là nhị nương phải không ngồi xuống đi ngồi ở đâu đây quý anh anh không muốn ngồi cạnh bà ta nhưng ánh mắt của triệu thân thị đã chuyển đến chiếc ghế gần nàng. Quý anh anh đành bất đắc dĩ, ngồi nửa bên ghế, giữ lễ. Nàng hối hận muốn chết, một bước tiến lên cửa là muốn giúp mẹ dạy dỗ phụ nhân vô lễ này, ai ngờ lại là triệu phu nhân. Lúc này chỉ biết cắn răng chịu đừng, đến triệu gia, nếu triệu phu nhân muốn dạy bảo nàng, cũng không sai. Nhưng triệu phu nhân mỉa mai mẹ nàng quá đáng, có một bà mẹ chồng như vậy, thật phiền phức không quan tâm quý anh anh nghĩ gì trong lòng, bên ngoài nàng vẫn nửa cúi đầu, ngồi yên lặng. Triệu thân thị cẩn thận đánh giá nàng, sau đó dùng hai ngón tay nâng cầm quý anh anh lên. Quý thị thu lại năm ngón tay, siết chặt chiếc khăn. Quý anh anh, chấm than. Đây là đang chọn mua nô tỳ sao? Có cần mở miệng cho ngươi xem tuổi không? Mẹ con quý thị không ngờ triệu thân thị lại làm vậy, trong chốc lát đều ngây người triệu thân thị cuối cùng nhìn rõ mặt quý anh anh bà thu tay lại thong thả nói bộ dáng cũng không tệ cách ăn mặc cần trắng trong thuần khiết hơn chút nói rồi quét mắt nhìn thị tì bên cạnh mình cảm thấy cách ăn mặc của quý anh anh hơi khó coi bà lấy từ đầu chiếc châm phượng dài ba tấc thích hợp cho búi tóc cao rồi đưa tới cầm lấy ăn mặc cho đẹp vào giọng nói đó như ném bánh bao cho kẻ ăn mày ta quý anh anh cảm giác nếu mình đưa tay nhận sau này nàng chắc chắn sẽ không nhịn được muốn chặt đứt móng vuốt kia trường giả ban thường không thể từ chối nhận lấy đi quý thị nhẹ nhàng thở ra nói nhỏ quý anh anh đứng dậy cúi đầu cảm ơn miễn cưỡng nhận lấy nàng không muốn ngồi cạnh triệu thân thị nhân cơ hội lui về phía quý thị đưa chiếc châm cho lăng nhi giữ triệu thân thị thấy quý anh anh biết vâng lời lòng dạ thoáng bình phục tiểu môn tiểu hộ cũng có cái tốt, trước mặt bà mẹ chồng không dám làm bộ làm tịch. Điều này làm cho bà chủ nhà như nàng càng thêm quyền uy. Triệu tu duyên vào tàng chân các chức cầm, nghe đầy tớ báo lại mọi việc đều thuận lời. Triệu thân thị nghĩ sau khi cuộc thi gấm kết thúc, sẽ phải kết thân với quý gia. Bản thân bà chưa từng gặp quý thị và quý anh anh. Buổi chiều rảnh, bà mang theo suy nghĩ. Trước đây chỉ là hàng xóm, hôm nay là thân gia, còn chưa biết tình hình hầu viện Quý gia thế nào. Đến thăm nhà, Quý gia tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp chỉnh tề, sạch sẽ. Trong phòng bày biện vài chậu hoa cúc nở rộ và hai bàn chân phẩm. Các món đồ cũ kỹ nhưng mang vẻ lịch sự tao nhã. Quý thị nói năng nhã nhặn, không phải như nàng tưởng tượng là một phụ nhân đanh đá thô bì. Môn hộ tuy thấp nhưng cũng có thể chấp nhận được làm thân gia. Dù sao Nhị lang đã chọn Quý anh anh Lão Thái Gia cũng đồng ý, triệu thân thị truyền từ kiểm tra đánh giá thân gia sang nghĩ rằng nàng chính là con dâu tương lai. Tay trống vào ghế, bà quyết định từ giờ phải dạy bảo quý anh anh. Nghe nói nhị nương theo thùa rất giỏi, có biết chữ không? Thời đó, nếu có điều kiện thì người ta cho con gái học đọc, không cầu trở thành tài nữ ngâm thơ làm phú, chỉ cần nhận ra chữ, hiểu sổ sách. Nhất là với thương gia, chủ mẫu không biết chữ thì không đủ tư cách triệu thân thị rất quan tâm điểm này quý anh anh chịu đựng đáp biết chữ triệu thân thị giọng điềm đạm nói không cần đọc những thứ tứ thư ngũ kinh lục nghệ chỉ cần học tốt nữ giới và nữ luận ngữ nói rồi sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói phàm là nữ tử phải biết lễ nghi khách nữ đến an bài ghế ngồi chỉnh đốn y phục bước đi nhẹ nhàng thu tay thấp giọng mời vào đình ân cần thăm hỏi từ đầu xưng tự trả lời ân cần lời nói nhẹ nhàng, vào cửa mà hô to gọi nhỏ, những lời trong nữ luận ngữ này, người có làm được không? Quý anh anh lập tức muốn lật bàn, gân xanh trên trán giận đến nhảy dựng, nhịn người đã lâu rồi. Quý thị nghĩ thầm con gái ta còn chưa đính hôn với triệu gia, người đã dám huấn luyện trước mặt ta. Đây là huấn luyện anh anh, hay mượn cơ hội mắng ta là quả phụ không biết dạy con. Quý thị nghĩ tới lời mỉa mai trước đó của triệu thân thị, sắc mặt càng thêm khó coi nữ giới là tác phẩm thời đông hán của ban chiêu dạy con gái tam tổng tứ đức nữ luận ngữ là tác phẩm của chị em tống như tân và tống như chiêu thời trinh quán dạy các cô gái thời đường phụ nữ thường học hai quyển sách này để rèn luyện đạo đức dân phong thời đường thoải mái sau võ hậu lại càng phóng khoáng yêu cầu với phụ nữ cũng không nghiêm khắc hồ phục trang phục nam nữ đều phổ biến học hai quyển sách này để biết đạo lý và lễ nghi không thất lễ trong các tình huống xã hội. Quý anh anh tự hỏi biết được triệu phu nhân ở đây, nàng lập tức im lặng, nhẹ nhàng tiến lên thỉnh an. Triệu phu nhân khinh miệt quan sát, nàng vẫn nhẫn nhịn đáp lại. Nàng nào không lễ phép. Quý thị vân về chiếc khăn thành hình dưa muối, vì hôn sự của con gái với triệu tu duyên mà cắn răng chịu đựng. Vừa rồi bà ta mỉa mai mẹ ta không biết dạy con, giờ lại nói ta không lễ phép nhìn thấy ta và mẹ lễ phép với bà ta, tưởng dễ bắt nạt phải không? Quý anh anh cũng không dễ tính, cúi đầu hành lễ với quý thị nói. Cha mẹ kiểm trách, không được cuống quýt. Phụ cận nghe, sớm ban đêm tự định giá. Nếu có lỗi, sửa đổi ngay. Cha mẹ nói, không được coi thường. Tuân theo dạy dỗ, không thể ngang ngược, con học thuộc lòng. Nếu có gì sai, xin mẹ dạy bảo. Nàng cũng lấy ra nữ luận ngữ, ý tứ là nếu ta sai mẹ ta sẽ dạy. ngươi chưa thành mẹ chồng của ta, không đến lượt ngươi dạy bảo. quý thị nghe vậy trong lòng rất khoái trí. quả phụ gánh vác gia đình, nuôi con trai con gái, quý thị không phải là ngồi không. nàng ôn tồn nói. con ta từ nhỏ kế thừa gia huấn, nhã nhặn lịch sự, ôn nhu lễ phép. ta rất an lòng. con gái ta được giáo dục tốt, ta rất hài lòng. người muốn bơi móc không có cơ hội đâu. hai mẹ con hỏi đáp khiến Triệu thân thị bị bỏ mặc một bên. Quý thị ôn tồn cười với Triệu thân thị, xem như đáp lại lời chỉ trích. Nhà ta là thương gia, không trông cậy vào việc leo lên môn phiệt sĩ tộc. Xin Triệu phu nhân đừng cười chê, ta sẽ tận tâm dạy bảo nàng. Nhà thương gia có những quy tắc riêng. Đại đường thương hộ là thời kỳ thịnh vượng nhất, địa vị rất cao, cũng không thiếu lụa là gấm vóc. Triệu gia là đại gia đình có tiền, hộ tịch cũng là thương hộ phải không? tất cả mọi người đều như chim chỉ thôi. Dù ngươi mua được lông công, cắm vào đuôi, cũng không trở thành sĩ tộc được. Người thực sự không thích, ngươi thử cưới con gái quan lại cao môn xem. Người ta chịu gà sao? Dương Thạch Thị cũng chỉ có thể tính nửa là quan lại thôi. Đừng nói ba đời, cha nàng thế hệ này chỉ là một nông dân không biết chữ. Chỉ có một người anh trai làm ghi chép ở nha môn châu Phù. Vì thế, Dương Thạch thị ở Dương gia ép đến mấy chị em dâu không thở nổi, làm chủ gia đình mấy thập kỳ. Quý thị hờ hững khiến Triệu Thân thị tức giận đến sưng mặt. Triệu Thân thị giận đến khí huyết sôi trào, mặt lúc đỏ lúc trắng, mang theo một đám tôi tớ ăn mặc hoa lệ phẩy tay áo bỏ đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.